Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần trả lời sau trận đấu của huấn luyện viên Lưu Bùa Petrovic bên phía Đông Á Thanh Hóa. Cảm xúc của ông như thế nào sau một trận đấu quá nhiều trắc trở cả về chuyên môn lẫn vấn đề tại gián đoạn như vậy? I don't think that we could play very well two teams today play not this is not good. Thứ nhất là ông qua trận đấu ngày hôm nay thì ông đánh giá là hai đội này đều chơi không thực sự đúng phong độ của mình. Ông có cái nhận xét gì về cái tình huống mà gây tranh cãi dẫn đến cái tình huống bổ phạt tiền cho đội Nam Định ở trong this season with Ho Chi Minh, and in Ho Chi Minh referee will be very bad against Taekwon. I don't know why. You tell me, I know. Because their referee step by step kill Taekwon. And today, what tell me is outside 16 meter foul, he take penalty, and we don't care now team who is can play excellent football, good football, and everybody be happy with this team. This team now must be changed some players and take new players. We want to be club who is, can win Hanoi, other big teams. We must take better players. We don't, for now, don't care you. Về vấn đề về công tác trọng tài, về vấn đề trọng tài tình huống trọng tài penalty đó thì không phải là trận đấu ngày hôm nay, hay là trận đấu trước đây khi mà chúng tôi thi đấu với Hồ Chí Minh như vậy cũng đã bị sự cắt từ phía trọng tài, và hôm nay về sân nhà cũng như vậy. Thì như thế là ông đã xem lại cái tình huống khi đi video của cái tình huống đó rồi, thì cái tình huống phạm lỗi đó là ở ngoài vòng cấm, nhưng mà chúng tôi đã bị trọng tài kéo vào trong vòng cấm và bị phản nền cái tình huống đó. Thì hôm nay thì trọng tài không hiểu tại sao thì trọng tài lại làm như vậy. Ông hỏi các bạn có biết câu trả lời đó hay không, thì cá nhân ông thì ông không biết như thế nào, không phải là riêng trận này mà trận trước cũng vậy. Về lực lượng của chúng tôi thì chúng tôi cần bổ sung thêm nếu mà muốn thắng hay là muốn giành kết quả thuận lợi trước những đội bóng lớn như Hà Nội chẳng hạn, thì chúng tôi cần phải bổ sung thêm lực lượng để cho tốt về đội hình. Well, we have six game and we take 5 points, and we give 5 points, and we have from 6 games 5 points, and this is statistic is not bad, but we need plus who have chance to go. No make a mistake. Về qua 6 vòng đấu thì chúng tôi đã có 5 điểm và chúng tôi để lọt lưới 5 bàn và ghi được 5 bàn. Về các tình huống chúng tôi có cơ hội ghi bàn, chúng tôi cần phải tận dụng những cái tình huống khi mà chúng tôi có để ghi bàn. And definitely, of course, it's like players in the field make mistake, but
why this situation come and why happening to before 60 meter penalty, why make foul, why not before start, and but you need về trọng tài thì cũng giống như cầu thủ trên sân thôi, cũng có đôi lúc sẽ mắc sai lầm, nhưng mà những cái tình huống quyết định như vậy nên trọng tài phải xem xét thật kỹ lưỡng về cái xử lý cái tình huống đó, không nên là ảnh hưởng đến cuộc đấu nào đó bị nhận thất bại, và chúng ta cần phải bổ sung thêm lực lượng. And I go, we next year play more, we win because today if it's only power play good and the running good and keep me injured, and I think next game he play better, come better, come better, and we play better. Về cầu thủ ngoại của chúng tôi hôm nay là cậu Pinto và cậu Paulo, thì ông đánh giá là hai bạn ấy chơi tốt sau quá trình mà cậu ấy thời gian cậu bị chấn thương và từng bước cậu quay lại, và hy vọng là trận đấu tới chúng tôi tiếp tục được thi đấu sân nhà và các bạn ấy tỏa sáng thì chúng tôi có thể là giành thắng lợi sân nhà trận đấu tới.